Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hải Dương không để các khoản thu đầu năm học trở thành gánh nặng của phụ huynh. Dây cáp viễn thông ở Thái Bình gây nguy hiểm, mất mỹ quan. Hội phụ nữ xã Yên Phương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định tích cực triển khai đào tạo nghề cho phụ nữ ở nông thôn. Gương thanh niên Phạm Trường Sang, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên làm giàu từ nghề mộc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm ứng phó với những biến động bất thường của thời tiết và dịch bệnh trên đàn vật nuôi có xu hướng diễn biến phức tạp, từ đầu năm đến nay, Chi cục Thú y tỉnh Hải Dương đã xây dựng được 28 trang trại lợn an toàn dịch bệnh, bao gồm lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi, cùng với 4 trại gia cầm an toàn với bệnh dịch tả vịt và cúm gia cầm. Cùng 4 trại gia cầm an toàn với bệnh dịch tả vịt và cúm gia cầm, hầu hết các trang trại này đều có quy mô nguồn vốn đầu tư bình quân đạt khoảng 2 tỷ đồng và diện tích từ 1,5 hectare trở lên. Tổng đàn duy trì thường xuyên khoảng 1.000 con lợn nái ngoại trở lên, hàng năm cung cấp từ 3.000 đến 5.000 con giống nuôi thương phẩm. Đối với trang trại chăn nuôi gia cầm thương phẩm hướng trứng, quy mô nuôi bình quân từ 60.000 đến 160.000 con, tạo việc làm thường xuyên cho từ 4 đến 5 lao động. Thu nhập bình quân mỗi trang trại đạt từ 500 đến 1 tỷ đồng một năm. Trong quy trình chăn nuôi, thực hiện nghiêm ngặt biện pháp an toàn dịch bệnh, đặc biệt tiêm vaccine phòng bệnh và vệ sinh tiêu độc khử trùng định kỳ. Để khuyến khích cho các cơ sở chăn nuôi chủ động xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh, nhà nước cần có chính sách hỗ trợ các cơ sở đã được công nhận an toàn dịch bệnh, nhất là được ưu tiên lựa chọn cung cấp con giống. Đến nay, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã phát triển được gần 240 con bò sữa với 108 hộ nuôi, tăng hơn 100 con so với đầu năm 2019. Trong đó, trên 1.000 con đang cho sữa, tập trung chủ yếu ở các xã Mộc Bắc, Chuyên Ngoại, Trác Văn, Yên Nam. Trong đó, xã Mộc Bắc và Trác Văn đã thành lập hợp tác xã chăn nuôi bò sữa với trên 100 hộ tham gia. Hầu hết các hộ này đều chăn nuôi tại khu chăn nuôi bò sữa tập trung và được tỉnh và huyện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với bảo vệ môi trường. Sản lượng sữa trung bình đạt gần 19 tấn một ngày. Nhập sữa cho công ty sữa Vinamilk, TH Chomil, cô gái Hà Lan với giá dao động từ 12.000 đến 14.000 đồng một kg. Ngoài ra, một số hộ còn sản xuất ra các sản phẩm từ sữa bò, bán ra thị trường, đem lại nguồn thu nhập cao. Để đảm bảo đủ lượng thức ăn cho bò sữa, các xã đã quy hoạch gọn vùng khu trồng cỏ, trồng ngô, đảm bảo chất lượng nguồn sữa. Nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, thời gian qua, Hội Phụ nữ huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đã và đang tích cực triển khai thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nữ ở nông thôn. Trong đó, các hoạt động dạy nghề do Hội Liên Hiệp thực hiện đã hướng mạnh về địa bàn cơ sở và luôn gắn với việc hỗ trợ tạo việc làm. Tại Yên Phương, phần đông các chị em hội viên phụ nữ ở các chi hội đều làm nghề nông, nên khi Hội Phụ nữ xã tổ chức các lớp dạy nghề, đã có rất đông chị em theo học. Cùng với hoạt động dạy nghề, Hội Phụ nữ xã còn phối hợp với ngành chức năng tổ chức tư vấn, hỗ trợ thành lập nhiều mô hình hợp tác, tổ phụ nữ liên kết phát triển sản xuất như chăn nuôi an toàn sinh học, trồng rau an toàn, trồng lúa đặc sản, các tổ hợp may, thêu ren, móc sợi xuất khẩu, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho hội viên phụ nữ. Hội cũng chủ động khai thác các nguồn vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội, đặc biệt là việc phát huy nội lực từ nguồn tiết kiệm của phụ nữ hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Thời gian tới, Hội Phụ nữ xã tiếp tục liên kết phối hợp với các công ty doanh nghiệp mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn hướng đến những ngành nghề chị em có thể làm tại nhà, tại địa phương lúc nông nhàn. Đồng thời, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phát triển kinh tế hộ gia đình bằng nhiều hình thức như mở rộng các loại hình kinh doanh dịch vụ sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng thu nhập, ổn định đời sống, tạo cơ hội để chị em thoát nghèo, nâng cao vị thế trong gia đình và xã hội. Phát huy truyền thống của địa phương, đồng thời tận dụng lợi thế nguồn lao động lành nghề sẵn có, Phạm Trường Sang, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã đầu tư kinh doanh nghề mộc từ năm 2014. Đến nay, mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Sinh ra và lớn lên ở làng nghề mộc truyền thống Hòa Phong, năm 2014, sau khi tốt nghiệp cao đẳng xây dựng, anh Phạm Trường Giang trở về địa phương mở xưởng mộc. Nắm bắt được nhu cầu thị trường, xưởng mộc của anh Giang chủ yếu tập trung sản xuất các sản phẩm như bàn ghế, sập, tủ, kệ. Trung bình mỗi năm sản xuất khoảng 500 sản phẩm các loại, chủ yếu xuất đi thị trường các tỉnh Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, trừ chi phí mỗi năm xưởng mộc mang lại thu nhập trên 200 triệu đồng.
Hiện xưởng mộc của anh Giang cũng đang tạo việc làm cho 10 lao động thường xuyên với mức lương từ 10 đến 15 triệu đồng một tháng. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Với nhiều biện pháp tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá hình ảnh vùng đất, văn hóa, ẩm thực và con người Bắc Ninh đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế tại các sự kiện văn hóa, du lịch cùng với những lợi thế phát triển du lịch tâm linh. 9 tháng đầu năm 2019, hoạt động kinh doanh du lịch tiếp tục giữ mức tăng trưởng cao. Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, tổng lượng khách 9 tháng đầu năm ước đạt 1.210.000 lượt khách so với cùng kỳ năm 2018 tăng 22%, đạt 76% kế hoạch năm. Tổng doanh thu du lịch 9 tháng ước đạt 880 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018 tăng 23%, đạt 82% kế hoạch năm 2019. Để hoàn thành chỉ tiêu của năm, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh tập trung đưa công tác bảo vệ môi trường là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng điểm đến và chất lượng dịch vụ du lịch, tiếp tục quy hoạch, đầu tư, bảo tồn, gìn giữ giá trị di tích lịch sử văn hóa, di tích lịch sử gắn với việc hình thành điểm du lịch văn hóa tâm linh, sinh thái, đủ sức thu hút hấp dẫn và kéo dài thêm thời gian lưu lại của du khách đến với Bắc Ninh. Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn, du lịch sinh thái, phát huy vai trò của các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong phát triển du lịch, ưu tiên phát triển các dòng sản phẩm du lịch xanh, coi đó là giải pháp nâng cao sức cạnh tranh du lịch tỉnh. Với tiềm năng du lịch phong phú, những năm gần đây, bên cạnh việc phát triển du lịch biển, du lịch sinh thái, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã có nhiều cơ chế chính sách hấp dẫn để thu hút các công ty, doanh nghiệp và người dân đầu tư xây dựng mô hình du lịch cộng đồng. Đây là hướng đi mới để khai thác thế mạnh của địa phương, vừa góp phần tạo sinh kế cho người dân. Việc dẫn khách du lịch tham quan trải nghiệm cuộc sống, công việc của chính người dân bản địa là một trong những hoạt động trong mô hình du lịch cộng đồng mà các công ty du lịch đang thực hiện. Đặc biệt, mảnh đất Hải Hậu với nhiều làng nghề truyền thống độc đáo, trên 40 di tích lịch sử được xếp hạng và cảnh quan nông thôn mới đang khởi sắc là những điều kiện thuận lợi để các công ty du lịch khai thác, xây dựng các tuyến điểm du lịch cộng đồng tại địa phương này. Hiện tại, huyện Hải Hậu đang tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở các vùng du lịch, khuyến khích các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển du lịch. Bên cạnh các loại hình du lịch truyền thống, du lịch cộng đồng là một trong những hướng đi mới, khả quan, được huyện và các công ty lữ hành tăng cường quảng bá xúc tiến, góp phần đưa du lịch của huyện ngày càng phát triển. Với nhiều giải pháp mở rộng đối tượng tham gia theo luật bảo hiểm mới, trong đó chú trọng vào nhóm bảo hiểm y tế theo gia đình cho lực lượng lao động có hợp đồng ngắn hạn. Đến cuối tháng 9, toàn tỉnh Bắc Ninh đã có 1.274,1 nghìn người tham gia đóng bảo hiểm các loại, chiếm 95,5% dân số của toàn tỉnh. So với cuối năm trước tăng 3,4% về số người tham gia và tăng 0,5% tỷ trọng so với dân số. Tổng số tiền thu bảo hiểm các loại đạt gần 5.500 tỷ đồng, tăng 36,7% so với cùng kỳ, trong đó thu từ bảo hiểm y tế là gần 1.200 tỷ đồng, tăng 4,6%. Thu bảo hiểm xã hội bắt buộc là gần 4.000 tỷ đồng, tăng 10,3%. Trong 9 tháng đã chi trả tiền bảo hiểm các loại với tổng số tiền trên 3.600 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sử dụng từ quỹ bảo hiểm xã hội là gần 2.600 tỷ đồng, tăng 12,4%. Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh và Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố sẽ phối hợp và triển khai đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ giải pháp, góp phần thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, giúp ngày càng nhiều người dân trong tỉnh được hưởng thụ những chính sách ưu việt của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thực hiện luật việc làm, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên đã tích cực làm tốt công tác giải quyết chế độ, đảm bảo quyền lợi cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã tiếp nhận gần 7.000 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, trong đó đã thẩm định và phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện chính sách chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 6.020 người với số tiền gần 60 tỷ đồng. Ngoài việc tiếp nhận thủ tục và chi trả bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định, Trung tâm còn đẩy mạnh hoạt động tư vấn hỗ trợ học nghề, thu thập thông tin thị trường lao động, đồng thời khai thác vị trí việc làm trống, kịp thời hỗ trợ cho người lao động thất nghiệp sớm có việc làm mới.
Với lượng sách dồi dào, phương thức giới thiệu phong phú, đối tượng phục vụ đa dạng, Thư viện tỉnh Bắc Ninh đang dần phát huy được thế mạnh và tiềm năng của mình, góp phần phát huy văn hóa đọc trong mọi tầng lớp nhân dân. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, Thư viện tỉnh Bắc Ninh đã phục vụ gần 9.900 lượt bạn đọc, cấp và đổi 1.138 thẻ bạn đọc, luân chuyển 53.558 lượt sách báo tạp chí, phát hành 9 thư mục tháng với 1.000 tin bài, 3 thư mục chuyên đề về dân ca quan họ Bắc Ninh, trường tồn và lan tỏa. Điện Biên Phủ, một thiên sử vàng, di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguồn sáng dẫn đường. Bên cạnh đó, Thư viện tỉnh đã tổ chức khai trương phòng trưng bày sách báo Xuân Kỷ Hợi 2019 và trưng bày tư liệu Dân ca quan họ Bắc Ninh, trường tồn và lan tỏa, kỷ niệm 10 năm Dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tổ chức 4 buổi nói chuyện chuyên đề với các chủ đề truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam, giữ gìn ngọn lửa tình yêu trong hạnh phúc gia đình, kỹ năng an toàn và tự bảo vệ bản thân cho lứa tuổi học sinh, ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những kết quả nổi bật sau 50 năm thực hiện di chúc của Người. Năm học mới bắt đầu cũng là thời điểm nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng với các khoản phí đầu năm. Để hạn chế việc không ít nhà trường lạm thu dưới hình thức thu các khoản phí tự nguyện, trở thành gánh nặng gây bức xúc trong phụ huynh. Ngay từ đầu năm học, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hải Dương đã ban hành quy chế, quy định nhằm chấn chỉnh tình trạng này. Trong năm học 2017-2018, tình trạng lạm thu tại một số trường học trên địa bàn xã Nam Hồng, thành phố Hải Dương đã xảy ra gây bức xúc cho nhân dân. Sau khi có ý kiến của phụ huynh và báo chí phản ánh, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng vào cuộc, những sai phạm liên quan đến các khoản thu góp đầu năm học ở Nam Đồng đã được làm rõ. Để năm học 2019-2020 không còn tình trạng lạm thu tại cấp bậc học, thành phố Hải Dương đã yêu cầu các nhà trường thực hiện nghiêm túc công tác thu chi ngay từ đầu năm học. Ngay từ đầu năm học thì phòng giáo dục chúng tôi cũng có ban hành một công văn để chấn chỉnh cái việc thu góp và đôn đốc và nhắc nhở các nhà trường thực hiện đúng các khoản thu đầu năm. Chúng tôi cũng đã có một cái hội nghị để lắng nghe ý kiến phát biểu từ những cái việc thực hiện, từ những khó khăn vướng mắc ở các nhà trường. Và ngay sau đó thì chúng tôi sẽ cùng với phòng tài chính tham mưu với thành phố để có một cái công văn hướng dẫn tất cả các khoản thu góp để thực hiện ở các nhà trường, để các bậc phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm khi mà có con em đến trường. Từ thời điểm đầu năm học này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương cũng đã có những công văn hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh về các khoản thu chi. Những năm học trước, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng tổ chức đoàn thanh tra kiểm tra các trường về việc thu chi đầu năm. Vì vậy, tình trạng lạm thu cơ bản đã được khắc phục. Trong năm học mới này, tại những trường học nào nếu có ý kiến phản ánh của phụ huynh về việc lạm thu, Sở sẽ thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm sai phạm. Sở xác định rằng những đơn vị nào, trường học nào mà có ý kiến phản ánh của phụ huynh, của nhân dân về việc lạm thu thì sẽ xuống thanh tra kiểm tra và xử lý. Sẽ kiên quyết xử lý những cái cán bộ, giáo viên hoặc nhà trường nào vi phạm cái quy định về các khoản thu trong và sử dụng các cái nguồn kinh phí trong nhà trường. Lãnh đạo Sở Giáo dục cho biết, ngoài mức học phí thu theo quy định, các khoản thu khác sẽ được thực hiện theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định về thu sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục công lập, đảm bảo nguyên tắc thu đúng, chi đủ, đúng mục đích, phù hợp điều kiện kinh tế xã hội và mức thu nhập của người dân trên từng địa bàn để tránh tình trạng dồn ép, tạo gánh nặng cho phụ huynh đầu năm học. Ngành giáo dục yêu cầu các nhà trường chủ động kế hoạch thời gian thu các khoản phí hợp lý. Sau khi nhiều vụ bạo hành liên tiếp xảy ra trong môi trường giáo dục, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát, góp phần đảm bảo an ninh, hạn chế những tiêu cực. Tại một số trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, huyện Yên Mỹ, trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, trung học cơ sở Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, trung học phổ thông Văn Giang, v.v. Camera được lắp đặt tại các phòng học, nhà để xe và khu vực xung quanh trường, đảm bảo nguồn điện hoạt động 24/24 giờ, lưu trữ hình ảnh trong 3 đến 5 tháng. Ngoài việc theo dõi trực tiếp tại trường, hệ thống camera được kết nối với điện thoại, giúp cán bộ quản lý có thể theo dõi, nắm bắt tình hình mọi lúc mọi nơi. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh, điều chỉnh cách ứng xử của giáo viên và học sinh đúng chuẩn mực và tích cực hơn, kịp thời phát hiện và xử lý nếu xảy ra vi phạm. Tuy nhiên cũng đòi hỏi nhà trường
cần có quy định chặt chẽ việc theo dõi hình ảnh giám sát từ camera, đảm bảo sự riêng tư cho cả giáo viên lẫn học sinh. Hiện nay, đường dây điện, đường dây viễn thông ở các vùng nông thôn trong tỉnh Thái Bình chằng chịt lên nhau, vừa gây mất mỹ quan, vừa tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và mất an toàn giao thông. Ngõ xóm 9, thôn Phạm, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng. Đường dây điện, đường dây cáp viễn thông chằng chịt, hỗn tạp, cao thấp khác nhau. Dây đứt rơi xuống đường, người dân kéo buộc vào phía trong, phòng ngừa tai nạn giao thông có thể xảy ra. Giữa cái đường điện sáng sinh hoạt và đường điện viễn thông là nó chồng chéo nhau và nó tạo nên một cái như vậy là chập điện. Mà như vậy cách đây như vậy là hơn 20 ngày ấy, là chúng tôi đã bị chập điện cháy ở chỗ này. Và nó cháy cả đoạn dài kia và cháy cả vào dây dẫn điện và ánh điện sáng vào trong gia đình người ta. Đấy, mất điện hơn 2 tiếng đồng hồ. Dây điện, dây cáp viễn thông chạy qua nhiều tuyến đường không được thu gom. Nhiều đoạn đường, hệ thống dây xả xuống thấp. Không chỉ là mất vẻ đẹp của nông thôn mới đang được xây dựng và nâng cao, mà còn rất nguy hiểm với người dân, đặc biệt trong mùa mưa bão. Nguy hiểm hơn, nếu xảy ra chập cháy, những đường dây nằm sát khu dân cư có thể gây cháy lan vào nhà dân, gây thiệt hại nghiêm trọng. Các cái tuyến đường mà sạch đẹp như hiện nay, đây là một cái quá trình rất là công phu và thực ra là cũng sự quyết tâm cố gắng rất cao của cán bộ và nhân dân trong toàn xã. Thế sau thì các cái tuyến đường mà đặc biệt là các cái trục đường như vậy tỉnh lộ và đường huyện lộ thì các cái nhà mạng, cái đường dây của các nhà mạng ấy thì nó làm ảnh hưởng đến cái cảnh quan. Trong khi các địa phương đang xây dựng tạo diện mạo cảnh quan nông thôn mới phong quang sạch đẹp thì hệ thống dây điện, dây cáp viễn thông đã làm mất mỹ quan làng quê nông thôn mới. Để không xảy ra những sự cố đáng tiếc, đảm bảo an toàn cung cấp điện ổn định, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và an sinh xã hội, trước hết chính quyền các địa phương, cơ quan đơn vị và từng cá nhân có nhận thức đúng đắn về an toàn hành lang lưới điện, từ đó nâng cao trách nhiệm bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp. Theo tổng hợp của Công ty Điện lực Hải Dương, hết năm 2018, toàn tỉnh còn tồn tại 517 điểm vi phạm hành lang lưới điện cao áp. Qua 9 tháng, số vi phạm đã giảm xuống còn 373 điểm. Đáng chú ý, toàn tỉnh không có phát sinh vi phạm mới. Trong công tác xử lý vi phạm hành lang lưới điện, nổi lên một số điện lực thực hiện tốt như Gia Lộc, Tứ Kỳ, Kim Thành, thành phố Hải Dương. Một số đơn vị tích cực trong phát quang hành lang lưới điện là Thanh Hà, Thành Miện. Qua đây cho thấy, ngoài những nỗ lực của ngành điện, rất cần có sự quan tâm và cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong quản lý đất đai, công trình xây dựng dọc hành lang lưới điện, sự đồng thuận của nhân dân. Thực hiện kế hoạch kiểm tra kiểm soát thị trường chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, Ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tỉnh đã tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh tái chế tại làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Do nằm sát khu dân cư nên trước đây mỗi khi các cơ sở đi vào sản xuất là mùi hôi từ nhựa tái chế xông lên, làm cho người dân trong khu vực không chịu nổi, cho dù nhà cửa phải đóng kín cả ngày. Để xử lý được các hộ sản xuất tái chế nhựa gây ô nhiễm môi trường tại thôn Hùng Trì, Ủy ban nhân dân xã Lạc Đạo đã phối hợp với Điện lực Văn Lâm cắt điện đối với các hộ sản xuất vi phạm trong lĩnh vực môi trường bằng biện pháp quyết liệt. Qua ghi nhận, hiện 14 cơ sở sản xuất dọc bờ sông Đình Dù đã ngừng sản xuất, có 2 hộ đã chuyển xuống khu vực làng nghề Đông Mai rất chỉ đạo. Chi cục Hải quan tỉnh Nam Định vừa có quyết định số 133 ngày 20 tháng 9 năm 2019 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đối với Công ty Cổ phần May Sông Hồng vì đã thực hiện một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Theo đó, Công ty Cổ phần May Sông Hồng đã vi phạm về quản lý nguyên liệu, vật tư nhập khẩu gia công, sản xuất, xuất khẩu, dẫn đến hàng hóa thực tế tồn kho chênh lệch so với hồ sơ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cùng thời điểm hết ngày 31 tháng 3 năm 2019 theo quy định, vi phạm về khai báo tờ khai xuất khẩu tại chỗ theo quy định. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần May Sông Hồng đã khai sai tên hàng, số lượng, trị giá của hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế, khai bổ sung quá 60 ngày kể từ ngày thông quan hàng hóa. Công ty Cổ phần May Sông Hồng bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả là phạt tiền 17,1 triệu đồng.
Trước đó, Cục Thuế tỉnh cũng đã ban hành quyết định về việc xử lý vi phạm về thuế qua thanh tra, việc chấp hành pháp luật thuế đối với May Sông Hồng, kỳ thanh tra năm 2017-2018 và sau hoàn thuế giá trị gia tăng từ kỳ kê khai tháng 6 năm 2016 đến hết kỳ kê khai tháng 12 năm 2018. Công ty bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân 1,4 tỷ đồng, trong đó tiền truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp là 1,1 tỷ đồng, truy thu thuế thu nhập cá nhân 260,7 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.